khi em của em nó bán ở đây. Vậy khi mà thầy Tú đi qua lại thấy em bán ở đây, rồi chị lúc đầu chị mới là cho cơm thôi. Thầy Tú bắt đầu nói chuyện với em là khi đó thầy mới hỏi về việc em của em có biết chữ hay không. Nghe nói là em không biết chữ, cho nên thầy Tú muốn dạy chữ cho em khi đó. Mình cảm thấy là con nít bây giờ không thể nào mà không biết chữ được. Xã hội quá là phát triển đi mà không, cái chữ thì nó rất là căn bản. Chưa kể là ở, mình nghĩ là nó phải biết chữ thì nó mới có thể tác nghiệp được. Cho nên đó là mình bắt đầu mình sách bỏ xuống, mình xin phép gia đình và mình dạy 30 phút ngày để dạy học cho em. Giờ trễ giờ là không bao giờ bỏ một buổi nào. Mình dạy Tú từ tháng 10 năm ngoái á, và gần như là chỉ có mình nghỉ thôi. Tiếng Tú thì rất là tốt, rất là tốt. Trời mưa trời nắng cũng vẫn ngày nào cũng vẫn dạy. Một tuần là 4 ngày 5 ngày, tới ngày thứ 6 nghỉ, ngày thứ 7 chủ nhật nghỉ, tới thứ 2 bắt đầu học lại vậy đó. Nói với cháu mình là nói không có ai được, ít người mà được như vậy. Ít người được như thầy của con nha. Thì thôi con ráng con học đi nghe.